Chiều ngày 26 tháng 7, Thường trực tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Ủy viên Trung Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Dương Văn Trang dự và chủ trì hội nghị. Tham dự có Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Ngọc Tuấn. Từ đầu năm 2020 đến nay, Việt Nam trải qua 4 đợt bùng phát dịch bệnh COVID-19, trong đó làn sóng dịch bệnh thứ tư khởi phát từ ngày 27 tháng 4 năm 2021, được đánh giá là đợt dịch có nguồn lây đa chủng, nhất là biến chủng Delta lây lan nhanh hơn, mạnh hơn, nguy hiểm hơn so với ba đợt dịch trước. Đợt dịch này đã tác động nghiêm trọng đến một số tỉnh thành trong cả nước như Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nội và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, khu vực đồng bằng sông Cửu Long, đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh. Tính đến ngày 25 tháng 7 năm 2021, 8 trên 62 tỉnh thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới. 9 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát. Tại tỉnh Cô Tương, đến hết ngày 25 tháng 7 năm 2021, tỉnh ghi nhận 4 ca mắc COVID-19 đã kịp thời cách ly điều trị tại các cơ sở y tế. Hiện tại, sức khỏe của 4 trường hợp đều ổn định, không có triệu chứng mắc COVID-19. Đến nay, tỉnh đã triển khai 3 đợt tiêm vaccine phòng COVID-19. Cụ thể, đợt 1 diễn ra từ ngày 22 tháng 4 đến ngày 5 tháng 5 năm 2021 với trên 11.000 liều vaccine được tiêm. Đợt 2 tiêm hơn 20.900 liều từ ngày 7 tháng 6 đến 22 tháng 7. Đợt 3 bắt đầu triển khai từ ngày 22 tháng 7 và tính đến 11 giờ trưa ngày 26 tháng 7 đã thực hiện tiêm trên 1.860 liều, chưa ghi nhận trường hợp phản ứng nặng sau tiêm. Tại hội nghị Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang đề nghị các thành viên ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh, lãnh đạo các sở ngành địa phương tập trung thảo luận đề xuất những giải pháp nâng cao hiệu quả phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.